Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và cũng khá là nhiều anh em hỏi Khải là chanh cái đôi giày hở mọc VIP server VIP No 1 hôm bữa thì chanh như thế nào mà ra được hay vậy. Thì Khải cũng xin phép cho anh em một ít cái ý kiến đơn giản thôi. Nói chung là muốn chanh được đồ VIP, anh em chỉ cần cố gắng xém cho cái dàn xe của mình một ít đồ may mắn, tầm trên 7% được rồi anh em. Tầm trên 7% là ok rồi. Nói chung là Khải đang sắm cho mình hai set may mắn, một set thiếu lâm 7 với lại một set thiên sủng đao. Ơi, thiên đao chứ, thiên đao 7 nè em ơi. Tại vì là Khải cho con thiếu lâm với con thiếu yên sẽ kết thúc boss nha em. Đây, và Khải sẽ soi cho anh em xem sơ qua set đồ của con thiếu yên may mắn 9 và con thiếu lâm may mắn 7 sẽ như thế nào. Và hai cái này sẽ kết thúc boss nha em. Hai cái này Khải sẽ auto cho nó kết thúc boss, sẽ ra đồ VIP nha nè. Nói chung là Khải bữa dùng khá là đồ rất là ngon. Đây, đầu tiên Khải sẽ sau cho anh em xem set đồ của thiếu lâm. Thiếu lâm của Khải đây, một cái gia chiền máy bánh 3. Đỡ cần kích cái gia này thì chúng ta sẽ có đai lưng thủy với lại nhẫn thủy. Đây, thấy chưa. Rồi tiếp tục nhẫn trên này thì ở cái tập video trước thì Khải cũng đã sang ra máy bánh 1 dòng 1 thì Khải cần cái nón kích. Đó, ok, hiện tại đang có 4 máy bánh và kèm theo cái dây chuyền may mắn 1. À sorry nè, may mắn 3 dòng 1. Hiện tại bây giờ Ad Thiếu Lâm Khải đang có may mắn, nó là may mắn 7 nè, đặt móc may mắn 7 rồi. Đó, rồi chỉ cần việc còn lại là đợi boss ra rồi đánh thôi, hay có thể đánh quái thường nè em. Đánh quái thường nó cũng ra đồ nha anh em. Rồi ok, Khải tiếp tục soi Ad Thiếu Yên xong Thiếu Yên đao cho anh em xem. Đây, Ad Thiếu Yên đao của Khải thì trong những video xem boss lần trước thì anh em cũng đủ biết rồi. Set may mắn Khải đang mang cho mình con Thiếu Yên này là set may mắn 9 dây chuyền 2 dòng 2. Đó, đợt kết thì cần một đai lưng, đợt kết được cái gia truyền này cần một đai lưng. Tại vì con nhân vật này nó thủy sẵn rồi em, nên là chỉ cần mang là nó kích dòng đầu rồi. Tiếp tục sẽ là cái nhẫn dòng 2, nhẫn may mắn dòng 1, may mắn 2. 2 với 2 là 4 nè anh em, gia truyền với nhẫn là 4 này. Rồi tiếp tục nhẫn dưới vẫn là 2. Mà đợt kích cái nhẫn này thì Khải đang mang bao tay mình, đó là bao tay thủy đỡ có thể kích ẩn 2, may mắn 2 này. Đó, thấy chưa, tại là nhẫn 2 này, gia truyền 2 là 6 này. Ngọc bội Khải đang mang cho mình đó là ngọc bội may mắn 3 dùng 1. Đó, tính ra thì cái bài của Khải thì có hai con bằng may mắn nè. Hai con này sẽ kết thúc boss nha nè. Hai con này sẽ auto kết thúc boss. Còn lại mấy con kia thì gặp boss chỉ phụ sơ sơ thôi, chứ nó không có đam nữa mà nó kết thúc boss nè mà. Đó, ok, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ để cố gắng bó những cái món đồ VIP ở bãi chanh. Khải sẽ sau cho anh em xem tiếp tục nha. Ok, và hẹn anh em vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục livestream cho anh em. Tại vì ngày hôm nay thì Khải cũng bận công việc quá là nhiều, nên là hôm nay thì Khải mới setup lại cái phòng live nè mày. Phòng live mới của Khải này với lại phòng khách. Anh em cùng xem đợi Khải sau cho anh em xem phòng live phòng khách Khải như thế nào nha. Chung là ở khu vực này cũng khá là đơn sơ nè mày. Đây, Khải sau cho anh em xem cái phòng khách Khải mới làm nha. Đây anh em ơi. Đấy, đây là cái phòng khách Khải mới làm xong nữa. Này bàn ghế. Đó. Còn cái này là phòng này. Cái này nó dài quá nè em ơi. Nó quá dài à. Đây. Đó thôi. Đó. Đây, nhà máy Khải đang nằm ở đây. Bên kia là xe. Xe với lại xe đi công việc của Khải thôi. Đó. Mới làm lại chỗ này anh em. Cái này ngồi lại khá là mát mẻ. Ok. Ok anh em à, bây giờ thì Khải sẽ phép anh em Khải off video nha anh em ơi, và hẹn anh em ngày mai Khải sẽ chính thức bắt đầu livestream lại nha anh em. Tối nay thì Khải bận quá nên là Khải không có live được. Khải chỉ sau sẽ đồ may mắn cho anh em xem đỡ. Chúng ta cùng nhau bói đồ, có đồ viết thì Khải sẽ sau cho anh em xem. Ok, bye bye anh em, đừng quên ủng hộ một video này, like ủng hộ video, ủng hộ giúp Khải nha anh em ơi. Bye bye mọi người, chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ nha anh em ơi.